Ở đây anh bên Thu nhé, hả? Nước đi hẹp. Từ đâu? Vô đây, vô. Đắp cho mì á. Có nước ngọt đi ông ơi. Đó, đó. Lũ nhỏ sẽ nấu như này đâu. Mình cuốn cho mình đi, mình cuốn cho mình đi. Cuốn cho nó ăn trước cho chưa ngon. Đâu bỏ ra. Bỏ leo vô. Chù. Nhưng mình đáng nhiều mới không em vậy. Để bữa nào lấy mấy cái video của anh Vinh đó. Vì đây nghe tên luôn ké đó. Được không? Được. Nếu anh ăn bắp đóng quyền thì thôi chơi. Anh bái thì em để tôi ngửa ra. Ngửa thử. Để đóng được chứ mà anh không bái là được đâu. Ăn. Vậy hả? Ủa đem bán cái gì? Chị ơi. Dạ. Ấy ngon ghê. Rêu ấy. Thấy này. Trào gì không ghê quá. Thôi vô đây, vô đây chứ. Vô đây Vinh. Vô chưa? Chạy ơi, cho bánh tréo vậy. Để quay đưa anh lên chơi rồi đáng lách hơn chơi. Chị bé chị lên lấy điện tin với gì vậy? Tập bữa xong em cứu anh. Đủ mất quá. Không rảnh được. Còn chứ thông cảm chứ giờ công việc nó nhiều quá mà. Lần quần cái nó hết nghề mới này. Đây dừng nước đó chạy. Đó đó. Cho miếng thôi đây. Ê, bên đó, ta lùi bên đó ăn đi chứ. Anh đánh phát con gặp chén gì em phát lại cái đậu cái tô cái tô đi nhồi phát như chén cái đậu tô liền phát đầu em phát cái món này lại qua trong máy bây giờ.